Chương trình đêm giao lưu văn nghệ, mừng Đảng mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thị trấn Bình Mỹ lần thứ 11, nhiệm kỳ năm 2024 đến năm 2029, ngày 16 tháng 1 năm 2024, tại Nhà văn hóa thị trấn Bình Mỹ. Thank you.
mừng đảng, mừng xuân, chào mừng thành công đại hội mặt trận tổ quốc thị trấn Phú Mỹ huyện Phú Mỹ năm 2019. Thay mặt các ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ hôm nay. Trân trọng kính mời đại diện các bộ ngành về tham gia giao lưu văn nghệ lên sân khấu để nhận hoa của ban tổ chức. Hạnh phúc vững y bền.
vị sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để gặp gỡ và đón xem phần trình diễn mở màn của câu lạc bộ dân vũ An Tập với tiết mục nhảy Liên Khúc Xuân. Và sau đó thì xin mời câu lạc bộ dân vũ Hòa Trung chúng ta sẽ chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Thank you.
Xuân Chí là một người con của thanh liêm quê Hà Nam chúng ta, được sáng tác ra một bài hát rất chân tình và sôi lắng ngay sau đây, và tôi muốn được nhắc tới đó là bài hát Hà Nam khúc ca đơn tình, và sẽ được thể hiện qua cặp đôi song ca nam nữ Sĩ Vân Thu Hà. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cho tiết mục song ca.
để quý vị cùng được giao trao tay nữa để cổ bài ca Hồ Chí Minh của câu lạc bộ dân vũ Bình Thắng. Vâng, và xin trân trọng kính mời câu lạc bộ dân vũ của tiểu khu Bình Thắng sẽ lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho đội câu lạc bộ dân vũ Bình Thắng.
đến từ câu lạc bộ dân vũ Bình Long. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục của câu lạc bộ dân vũ Bình Long. Tôi nhìn cô Tấn ngày nay. Vâng.
trưng của người Thái với những hình ảnh ngọn lửa bùng bùng vòng xa huyền chuyển qua bài nhảy làng sơn ca đến từ câu lạc bộ dân vũ An Thái. Và một tràng pháo tay để cổ vũ cho câu lạc bộ dân vũ An Thái sẽ ra trình diễn của tiết mục của mình ạ. Thank you.
Vâng, kính thưa quý vị, mỗi độ xuân về thì tiệc xúc mùa xuân lại trở nên thân thuộc với biết bao người Việt, bởi giai điệu nhanh nhưng lại mang những phần dịu dàng, một sự vừa đủ làm cho mọi người thêm háo hức trước cảnh tươi đẹp của mùa xuân đất trời. Vâng, ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua sự thể hiện của hai cô giáo đến từ trường tiểu học A Bình Mỹ và trường tiểu học B Bình Mỹ. Xin chào các bạn, chào đón hai cô giáo Thu Hà và Linh Nho với bài Điệp Khúc Mùa Xuân. Thank you.
đến từ trường Mầm Non A Bình Mỹ với tên gọi Thắp Sáng Niềm Tin. Xin chào mừng quý vị đến với phần hoàn cảnh của trường Mầm Non A Bình Mỹ và xin ghi cho một tràng pháo tay thật là to đi ạ để chào đón tiếp tục hoàn cảnh của trường Mầm Non A Bình Mỹ ạ.
Vâng, xin cảm ơn những tiết mục quà của câu lạc bộ dân vũ chúng tôi rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, trở lại với đêm giao lưu văn nghệ hôm nay, chúng ta xin phép được gửi tới toàn thể quý vị một ca khúc sáng tác về Bình Lục Bát. Vâng, và bài hát này đã được sáng tác dành riêng cho Bình Lục. Tôi mình đó là bài Bình Lục Cho Tôi, một sáng tác cũng mới của nhạc sĩ Giáng Son. Xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Thank you.
đều, chúng ta sẽ lên sân khấu hát ca khúc Như Có Bác Trong Ngày Vui Đại Thắng. Xin chào, kính mời quý vị ạ. Mừng thành công đại hội xin được khép lại tại đây.